Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Sony EB nha các bạn. Mã men của nó là MBX 223. Dòng này là dòng HM55 nha các bạn, thế hệ 1. Thì hiện trạng của cái con này đó là nó bị mắc cao áp nha các bạn. Nó bị mắc cao áp. Men thì hoạt động chạy vô win bình thường nha các bạn. Nhưng mà không có cao áp, màn hình tối. Và sau khi mình kiểm tra sơ bộ thì mình phát hiện được là cái con U89 này nha các bạn. U89 này là khá nóng. Là mình nghi là bị lỗi cái con U89. Mà con IC này thì mình không có men sát giống vậy để mình kiếm nó nha các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ bỏ con IC này và mình sẽ độ nha các bạn. Mình sẽ độ cái đường inverter, đường cao áp cho cái men này nha các bạn. Để mình xem coi là có cao áp hay không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo bỏ cái con U89 nha các bạn, con IC U89 này ra. Và bắt đầu mình sẽ tiến hành câu dây đồng nha các bạn. Và mình sẽ kết nối với cái nguồn 3V LCD nha các bạn. Cho cái màn hình nó có cao áp sáng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo con IC này ra. Rồi, mình vừa tháo cái con U89 ra nha các bạn. Đó, mình vừa tháo bỏ cái con U89 ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ câu dây đồng nha các bạn. Mình sẽ nối tắt cái chân số 8 và cái chân 11 nha các bạn. Đó là hai cái chân inverter enable và inverter ADG nha các bạn. Hai cái chân này là chân để mở cao áp nha các bạn. Đó, chân cái đường lệnh mở cao áp. Bây giờ mình sẽ nối cái chân 8, chân 11 và mình sẽ câu vào cái đường 3V LCD nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Thank you.
Rồi ok, mình vừa hàn xong cái sợi dây đó, mình nói cái đường số 8 đó, và cái số 9 nó vào cái chân nguồn 3V LCD nha các bạn. Đó, đây. Mình sẽ để gần lại cho các bạn quan sát. Đó. Đó nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành. Mình sẽ ráp vào màn hình nha các bạn. Đó, xem là cái men có hoạt động và cao áp nó có lên hình không nha các bạn. Đó, các bạn quan sát. Đây. Cái vị trí mà mình câu sợi dây đồng nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn vào máy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Đó, và cho các bạn xem là máy có xuất hình và lên lên cao áp bình thường hay không nha các bạn. Rồi, máy lên hình nha các bạn. Ok các bạn. Đó, bây giờ mà mình sẽ cho máy vào win nha các bạn. Đó, xem là có ổn định hay không. Rồi. Ok nha các bạn. Đó, máy đã vào win bình thường nha các bạn.
Rồi như vậy là video chia sẻ về cái bàn bị mắc cao áp của cái con Sony EB mã men là MX223 của mình. Đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.